Quả đứng tĩnh điện Xiaomi Smart Mi Gen 3 được nâng cấp với hàng loạt các tính năng tiện ích và thiết thực cho người sử dụng. Nổi bật nhất đập ngay vào mắt đó chính là màn hình LED hiển thị trạng thái hoạt động vô cùng trực quan và rõ ràng. Từ trên xuống dưới chúng ta có sóng Wi-Fi kết nối, ion âm tươi mát khử trùng giảm bụi, chăm sóc làn da nhạy cảm, 4 cấp độ gió từ nhẹ tới mạnh và cuối cùng là tính năng giả lập gió tự nhiên. Tiếp theo là đèn LED báo trạng thái pin của quạt. Pin nhiều thì đèn xanh lá, pin ít thì đèn cam, sắp hết pin thì báo đèn đỏ, để người dùng chủ động hơn trong việc sạc xả pin cho chiếc quạt thông minh này. Và nhà sản xuất cũng vô cùng tâm lý khi tặng kèm luôn remote điều khiển quạt từ xa. Đầu tiên để kết nối, bạn nhấn giữ cùng lúc 2 nút trên điều khiển đến khi có tiếng kêu và 4 đèn nhấp nháy. Sau đó nhấn một nút trên thân quạt là kết nối xong. Chỉ với 2 nút trên remote này thôi là bạn có thể điều khiển được mọi thứ trên chiếc quạt này rồi. Từ tắt mở quạt, tăng giảm cấp độ gió, xoay đầu đứng im, bật tắt chế độ mô phỏng gió tự nhiên, vô cùng vi diệu.